gặp lại bạn đọc trong chương mục Khỏe đẹp cùng dân trí. Bạn thân mến, khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh Như Quỳnh, đó chính là anh Quang Võ, chuyên gia trang điểm đến từ thương hiệu L'Oréal Paris. Mến chào anh ạ. Chào Như Quỳnh, chào bạn đọc của báo điện tử Dân Trí. Ngày hôm nay Quang Võ sẽ hướng dẫn cho Như Quỳnh cùng các bạn đọc một kiểu mắt thông dụng và dễ làm để cho mùa Covid này đeo khẩu trang thường xuyên. Bước 1, sau khi đã dưỡng da và sử dụng sản phẩm chống nắng, dùng kem lót tán đều lên phần bầu mắt để tạo lớp nền và che khuyết điểm. Bước 2, dùng phấn mắt màu hồng nude tán hết bầu mắt. Sau đó, lấy màu hồng đậm hơn nhấn vào phần đuôi mắt và phần mí dưới của mắt. Dùng dụng cụ bấm mi nhẹ nhàng bấm cong phần lông mi. Dùng mascara chuốt từ chân mi ra ngoài. Lưu ý làm dày phần chân mi để mi được giữ cong lâu hơn. Bước 4, cuối cùng, dùng kẻ mắt nước bắt đầu từ đuôi mắt kẻ dần vào trong.